Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Bảy ngày 20 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5 tháng 2, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã triển khai các nhiệm vụ cấp bách quyết liệt để phòng chống dịch. Đến nay, sau 15 ngày, mặc dù không xuất hiện thêm ca mắc mới trong cộng đồng, nhưng nguy cơ bùng phát dịch vẫn tiềm ẩn do lượng người trở về từ các địa phương sau Tết Nguyên đán tăng cao, trong đó có cả những tỉnh thành đang có dịch. Chính vì vậy, bên cạnh các biện pháp cấp bách quyết liệt của các ngành chức năng thì rất cần sự chung tay của cả cộng đồng xã hội, bởi nỗ lực từ phía các cấp chính quyền, các lực lượng chức năng sẽ là chưa đủ nếu người dân không thực sự tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn một số cá nhân, hộ kinh doanh bất chấp các quy định của nhà nước, của tỉnh để tổ chức kinh doanh các dịch vụ không cần thiết, gây phức tạp trong công tác phòng chống dịch bệnh. Vậy thực tế vấn đề này ra sao và mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp như thế nào để chung tay phòng chống dịch bệnh sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình thời sự ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp những ngày qua, Ủy ban nhân dân phường Mường Thanh, Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã tiến hành các biện pháp mạnh tay trong việc xử phạt các cá nhân, hộ kinh doanh còn chủ quan, cố tình phớt lờ các quy định của nhà nước về phòng chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ trong những ngày gần đây, vẫn còn tái diễn vi phạm các quy định không đeo khẩu trang, tập trung đông người nơi công cộng và kinh doanh khi không có các biện pháp phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Tại thành phố Điện Biên Phủ, cách đây vài ngày đã có một số người dân và hộ kinh doanh bị xử phạt với mức phạt cao nhất lên tới hàng chục triệu đồng do cố tình phớt lờ các quy định của nhà nước về phòng chống dịch. Song thời điểm kiểm tra vào tối ngày hôm qua 19 tháng 2, tại quán cà phê 56, có địa chỉ tại phố 5, phường Tân Thành, vẫn còn tình trạng tụ tập đông người nơi công cộng. Thời điểm kiểm tra, cả chủ quán, nhân viên và khách hàng đều chủ quan không đeo khẩu trang, ngồi không đúng khoảng cách. Chỉ khi có mặt của đoàn kiểm tra, họ mới chấp hành. Trong thời gian dịch này thì nếu mà không đeo khẩu trang thì có thể bị phạt từ 1 triệu đến 3 triệu. Vì sao mà không đeo? Lúc đấy em cũng hơi chủ quan và quên để ở dưới xe mất rồi. Lúc vào quán chắc là chị chủ quán chị quên chưa nhắc. Tình trạng tụ 5 tụ 3 không đeo khẩu trang, vô tư ngồi chơi bài, cười nói vui vẻ cũng xảy ra tương tự tại quán trà sữa Trân Châu, Toko Toko, phố 3, phường Tân Thành. Thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng cũng không thực hiện đeo khẩu trang khi pha chế đồ uống và giao dịch với khách hàng. Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường và phố đã tuyên truyền tới cơ sở kinh doanh và tổ chức cho hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc hộ kinh doanh có chấp hành hay không lại là vấn đề đáng để bàn. Sau khi công văn 350 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về tạm dừng các cơ sở kinh doanh không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19, thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Tân Thanh đã thực hiện việc tuyên truyền và ký cam kết đến các hộ kinh doanh. Tuy nhiên, thì qua kiểm tra trong tối ngày hôm nay, thì một số cơ sở vẫn chưa thực sự nghiêm túc chấp hành các quy định này. Đặc biệt là đa số là việc tập trung đông người ở các cái quán trà sữa, quán cà phê, các quán vui chơi giải trí. Trong tổng số hơn 10 bàn ăn tại quán cơm niêu Singapore tại phố 8, phường Tân Thành, thì 8 bàn ăn đã được trang bị các tấm chắn kính để phòng chống dịch. Tuy nhiên, một số thực khách vẫn vô tư ngồi ăn uống, cười nói ở những bàn không đủ các biện pháp phòng dịch. Điều này cho thấy ngoài việc chưa chủ động thực hiện các quy định về phòng chống dịch ở một số cơ sở kinh doanh, thì ý thức của người dân vẫn còn chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Một số khách là cũng quán có tuyên truyền rồi, muốn là khách ngồi sang bên vách ngăn. Nhưng là do là cái khách bảo là bàn cách xa không sao cả. Thành ra là quán giải thích nhiều rồi nhưng khách chưa nói. Quán vẫn tuyên truyền cho khách là nếu như trước khi vào ăn là phải sát khuẩn. Rồi là khi mà vào quán trước khi gọi đồ xong là phải đeo khẩu trang trước khi gọi đồ. Và sau đó là bước khi ra khỏi quán là thanh toán cũng phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Làm sao đảm bảo nhất cái công tác phòng chống dịch chung của toàn xã hội. Ban phòng chống dịch của phường đấy là từ tổ dân phố là các đồng chí cũng đã đi tuyên truyền và nhắc nhở và có cho ký cam kết đối với các cái hộ kinh doanh để thực hiện theo cái việc là giãn cách và những cái quy định của công văn số 350 của tỉnh và số 255 của thành phố thì các hộ cũng đã tương đối là cũng thực hiện là nghiêm túc nhưng tuy là cũng còn một số hộ cũng là về
do là cái học lượng học sinh sinh viên trong những ngày này cũng nghỉ, cũng vẫn còn có những cái hộ vẫn còn để mà mở quán và chưa thực hiện đúng theo với lại cái công văn của tỉnh cũng như của thành phố. Đối với lại các hộ mà vi phạm thì chúng tôi cũng đã lập biên bản, trước tiên là cũng lập biên bản và có nhắc nhở và cũng đã xử phạt. Bài học nhãn tiền mới đây là việc xử phạt 1 triệu đồng đối với người dân cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng ở UBND phường Nam Thanh và từ 10 đến 20 triệu đồng do vi phạm kinh doanh quán karaoke khi đã có quy định cấm tại quán karaoke Q7 phường Mường Thanh đã được thực hiện. Đây sẽ là bài học cho người dân chủ cơ sở kinh doanh vẫn cố tình vi phạm, phớt lờ các quy định của nhà nước, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh. Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong kinh doanh, thì tại nhà hàng cơm phở Công Hoan, phố 1, phường Tân Thành, thành phố Điện Biên Phủ đã tiên phong triển khai mô hình nhà hàng an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tiếp đón đông người cùng một thời điểm. Thực hiện giãn cách khách giữa các bàn. Trang bị dung dịch sát khuẩn ngay ở cửa ra vào. Chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang khi chế biến, tiếp xúc và bố trí các vách ngăn ở mỗi bàn ăn bằng tấm chắn kính. Đang là các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nhà hàng cơm phở Công Hoan, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Đây là cơ sở đầu tiên thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường, UBND thành phố Điện Biên Phủ và khách hàng đánh giá cao. Có công văn của tỉnh xuống thực hiện giãn cách để phục vụ bà con ăn uống cho nó phòng chống dịch bệnh an toàn. Trước khi khách vào là chúng tôi là có cồn rửa tay cho khách, rồi là khách vào là ngồi ăn mỗi người ngồi một bên, một bàn ngồi hai người, rồi là giữa bàn có vách ngăn và để phục vụ khách cho ăn uống cho yên tâm hơn ạ. Ngay sau khi được Ủy ban nhân dân phường tuyên truyền về công văn 350 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, công văn 255 của Ủy ban nhân dân thành phố về tạm dừng các hoạt động kinh doanh không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong kinh doanh ăn uống, nhà hàng cơm phở Công Hoan đã chủ động thiết kế lắp đặt mô hình bàn ăn an toàn và thực hiện các biện pháp khử khuẩn, giãn cách khách hàng. Có thời điểm, nhà hàng đã từ chối tiếp đón các đoàn khách có số lượng đông để tránh vi phạm các quy định trong phòng chống dịch cũng như tránh lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình ăn uống. Đảm bảo khách ngồi cách nhau 1 mét có tấm chắn kính. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, tạo được sự yên tâm cho nhiều thực khách. Tôi cảm thấy là tất cả mọi người đấy là cùng có ý thức về phòng chống dịch COVID-19 này một chút. Chẳng hạn như nhà có gia đình đông người thì chúng ta cũng nên chỉ một người đi ăn thôi rồi mình mua về cho như là vợ con chẳng hạn. Thì nó cũng bớt được những cái như là đông đúc, rồi là chỗ quán xá nó cũng giảm bớt được nhiều cái dịch bệnh rồi có thể lây truyền lẫn nhau. Theo những quan điểm tôi thì thấy làm như thế này là rất là tốt. Bởi vì những cái này tôi cũng xem ở trên TV thì thấy là ở Hà Nội là người ta cũng đã làm rồi. Thế bây giờ ở đây mình làm được thì quá tốt đấy. Nên là mình có đi ăn hay gì mình cảm giác nó cũng có cái gì nó yên tâm hơn. Dịch hiện nay thì ở Điện Biên cũng đang có dịch. Về cơ bản thì đã không lây lan ra cộng đồng nhưng mà cũng không nên chủ quan. Và những cái biện pháp mà có vách ngăn như thế này sẽ giúp giữ khoảng cách giữa hai người với nhau cũng như là sẽ không bị lây truyền qua những cái dịch bắn ra ở khi mà mình ăn thì mình sẽ không phải mình không đeo khẩu trang mà. Thế là khi mình ăn thì những cái dịch đấy nó rất là dễ bắn ra và lây lan. Những cái tấm chắn như này nó sẽ giúp khắc phục những cái vấn đề đó. Khi đến thì là nhà hàng đã trang thiết bị là cồn để mình sát trùng rửa chân tay. Thứ hai nữa là ngồi ăn thì mỗi người một bên để và có tấm chắn để mình phòng chống như này rất là tốt. Em nghĩ là đây là cái mô hình mà nhà hàng đang trong cái dịp dịch bệnh như thế này là nhà hàng thực hiện rất là tốt. Em nghĩ rằng là các nhà hàng nên áp dụng theo cái mô hình của nhà hàng Công Hoan, bởi vì là mình vừa phòng chống dịch, thứ hai nữa là vừa an toàn cho người dân. Mình vẫn thực hiện kinh doanh bình thường. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khá phức tạp và khó lường như hiện nay, thì mô hình nhà hàng an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại nhà hàng cơm phở Công Hoan đáng để nhiều cơ sở kinh doanh khác áp dụng thực hiện.
Sau Tết Nguyên đán, số người trở về từ các tỉnh thành tăng cao, trong đó có cả những tỉnh thành đang có dịch. Việc chủ động khai báo y tế trung thực sẽ là giải pháp tối ưu để ngành y tế cũng như các địa phương rà soát, khoanh vùng và thực hiện các biện pháp cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại nhà theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp trốn khai báo y tế và khai báo y tế không trung thực, khiến cho dịch COVID-19 vẫn luôn có nguy cơ tiềm ẩn. Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu vài ngày, trở về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, song một số trường hợp cư trú tại tổ 2 phường Tân Thanh đã trốn khai báo y tế vì lo sợ phải cách ly tập trung. Sau khi nắm được tin báo, cán bộ tại trạm y tế phường Tân Thanh đã chủ động liên lạc, song trường hợp này khai báo quanh co và không trung thực. Việc trốn khai báo y tế và khai báo không trung thực cũng đã xảy ra ở một số trường hợp trở về từ tâm dịch. Thực tế này khiến cho ngành y tế và chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác minh, truy vết và tiến hành các biện pháp cách ly phù hợp. Đại đa số người dân ở trên địa bàn phường lên khai báo thì đại đa số là khai báo trung thực. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có một vài trường hợp, đa số ít thôi ạ, là khai báo không trung thực. Ví dụ như một số trường hợp là ở vùng dịch lên thì không nên khai báo. Khi trạm y tế phát hiện được gọi lên để khai báo thì cũng vẫn quanh co và khai báo không trung thực. Khi trạm y tế đã nắm được tình hình là đi từ Cẩm Giàng, Hải Dương lên thì cũng đã báo cáo ban chỉ đạo của phường cũng như là báo cáo ban chỉ đạo trung tâm y tế thành phố cũng như công an phường phối kết hợp và đưa đi cách ly tập trung luôn. Việc mà khai báo của người dân thì tức là trước Tết ấy, thì cái tâm lý của những người từ các cái tỉnh khác, các cái vùng dịch trở về thì người ta rất ngại để vào khu cách ly tập trung bởi vì muốn đoàn tụ ngày Tết cùng với gia đình, cho nên là cũng có một số người người ta khai báo không trung thực. Tuy nhiên cái việc đó thì là cũng có rất là nhiều thông tin và sau đó thì ngành y tế cũng như là các ngành chức năng liên quan ấy, cũng đã phát hiện ra được và truy vết và cũng đã tìm được gần như là tuyệt đối tất cả những người đó và đã đều được đưa vào các khu cách ly tập trung. Ngay sau khi xuất hiện 3 ca dương tính với COVID-19 vào đầu tháng 2, tỉnh đã thiết lập 4 chốt kiểm dịch COVID-19 tại đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo, khu vực tiếp giáp từ cầu Pá Uôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La về huyện Tuần Giáo theo quốc lộ 279, khu vực hướng từ huyện Sông Mã, Sơn La về huyện Điện Biên Đông trên quốc lộ 12 và chốt kiểm dịch tại cầu Hang Tôm, thị xã Mường Lây, tiếp giáp với tỉnh Lai Châu. Cùng với đó là duy trì 68 tổ chốt phòng chống dịch trên các tuyến biên giới để ngăn chặn nhập cảnh trái phép vào địa bàn trốn cách ly. Dịp trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, tại 4 chốt kiểm dịch cũng như tại các trạm y tế đã làm thủ tục khai báo y tế cho gần 49.000 lượt người. Lúc mà mới đầu về thì tôi cũng đến đây để khai báo y tế. Ngay vừa mới đến Điện Biên ạ. Đối với những cái người mà từ tỉnh thành có dịch về thì khai báo y tế như thế này giúp cho ngành y tế của tỉnh Điện Biên này có thể kiểm soát được những cái người ra và người vào của Điện Biên. Tôi đến từ thành phố Lào Cai thì tôi cũng có đến tổ 4 phường Tân Thanh để khai báo y tế. Thì hiện tại là sức khỏe của tôi rất là bình thường, không ho, cũng không có tức ngực, khó thở gì cả. Ăn uống cũng rất là bình thường thôi. Tôi cũng vẫn đang thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày. Hàng ngày thì vẫn được các cán bộ y tế đến để đo nhiệt độ cũng như là kiểm tra cái sức khỏe của tôi ạ. Theo Điều 7 Nghị định 117/2020 của Chính phủ, người khai báo thông tin gian dối liên quan dịch bệnh sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Trường hợp không khai báo y tế dẫn đến làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015 tùy tính chất mức độ của hành vi phạm tội mà có thể bị phạt tù đến 12 năm. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Tại Điện Biên, trải qua 15 ngày không xuất hiện thêm ca mắc mới trong cộng đồng, nhưng nguy cơ bùng phát dịch vẫn luôn tiềm ẩn do dịch vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành. Trong khi đó, lượng người trở về Điện Biên sau Tết tăng cao. Việc phòng chống dịch sẽ là không hiệu quả nếu chỉ có nỗ lực cố gắng của các cấp ngành. Vì vậy, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng xã hội trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, với nhiều giải pháp cụ thể xuất phát từ thực tế, năm 2021, Điện Biên đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống 26,76%, tương đương với khoảng trên 36.370 hộ nghèo. Trong đó, mục tiêu đối với các huyện nghèo sẽ giảm gần 33.400 hộ, tương đương 38,64%. Phấn đấu trên 97% những người thuộc diện chính sách xã hội được hưởng chính sách an sinh xã hội.
Căn cứ kế hoạch giảm nghèo năm 2021, toàn tỉnh tập trung triển khai các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống sản xuất của người dân để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo, triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách xã hội, cấp phát bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội. Năm 2020, hiệu quả từ các chương trình dự án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 29,93%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện 30A giảm từ 47,11% năm 2019 xuống còn 42,83%. Năm 2020 là năm đánh dấu bước ngoặt lớn đối với huyện Nậm Pồ khi đã xóa được trên 600 nhà tạm, nhà rột nát từ chương trình xã hội hóa làm nhà cho hộ nghèo do Bộ Công an phát động. Là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước, tình hình kinh tế xã hội đời sống người dân Nậm Pồ còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo chiếm trên 63%. Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Để giúp người dân ổn định đời sống và tin tưởng vào các chủ trương chính sách của Đảng, góp phần xây dựng vùng biên giới ổn định và phát triển, trong năm 2020, huyện Nậm Pồ đã được đầu tư 30 tỷ đồng từ chương trình xã hội hóa làm nhà cho hộ nghèo do Bộ Công an phát động. Với phương châm nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm nhà và nguyên tắc cộng đồng giúp đỡ hộ gia đình làm nhà, sau khi tiến hành rà soát, huyện Nậm Pồ có trên 600 hộ thuộc diện được hỗ trợ làm nhà mới và sửa chữa nhà ở. Theo đó, mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng trên hộ. Gia đình có nhà cải tạo sửa chữa được hỗ trợ không quá 15 triệu đồng trên hạng mục sửa chữa và không quá 2 hạng mục trên hộ. Việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo không chỉ góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mà còn củng cố niềm tin của đồng bào nhân dân các dân tộc vùng biên vào Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc. Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đồng bộ hiện đại, những năm qua, ngành y tế tỉnh Điện Biên luôn quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Đây được xác định là chìa khóa, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đội ngũ cán bộ được chú trọng đào tạo theo hướng chuyên sâu, đào tạo lại và tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn từ tuyến tỉnh đến thôn bản theo các chuyên ngành, lĩnh vực, các hệ, đẩy mạnh công tác đào tạo sau đại học. Các trung tâm y tế ở tuyến huyện cũng tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên thông qua chỉ đạo tuyến, cử các kíp bác sĩ điều dưỡng đi học ở tuyến trên. Qua đó, từ năm 2020 đến nay, ngành y tế tỉnh đã cử hơn 10.500 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn các chuyên ngành, bậc học. Thực hiện các chương trình dự án của Bộ Y tế, trên 30 cán bộ y tế tuyến cơ sở được tham gia đào tạo chuyên khoa trong các lĩnh vực như nhi khoa, ngoại khoa, gây mê, tai mũi họng, đồng thời chú trọng nâng cao y đức, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tinh thần trách nhiệm nhằm tạo dựng niềm tin của người bệnh đối với cán bộ, nhân viên y tế. Kết quả là đến nay, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế được nâng cao rõ rệt, đạt hơn 12 bác sĩ trên 1 vạn dân. Gần 100% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc. Trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi đạt gần 97%. Sau nhiều năm liên tục vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng nhiều hình thức truyền thông đa dạng, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã chuyển biến tích cực. Chuyển biến đáng ghi nhận này được thể hiện qua con số thống kê của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Điện Biên. Năm 2018, nhóm tuổi tảo hôn của người dưới 14 tuổi toàn tỉnh chiếm 2,5% trong tổng số người tảo hôn. Đến năm 2019, nhóm tuổi này chỉ còn chiếm 1,8%. Đến nay, tỷ lệ người tảo hôn so với năm 2018 ở một số huyện Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Điện Biên cũng giảm mạnh. Nếu như năm 2018, toàn tỉnh có 12 người kết hôn cận huyết thống, thì đến nay toàn tỉnh không có trường hợp nào hôn nhân cận huyết. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, nhận thức và hành động của người dân từng bước chuyển biến rõ nét, góp phần giảm mạnh tỷ lệ tảo hôn, đặc biệt là nhóm tuổi tảo hôn dưới 14 tuổi. Với hơn 90% dân số sinh sống trên địa bàn huyện Mường Ảng là người dân tộc thiểu số, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Tuổi trẻ Mường Ảng đã và đang xung kích triển khai các hoạt động này. Hơn 4 tháng qua, đội thanh niên truyền thông huyện Mường Ảng đã tuyên truyền phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người cho trên 3.600 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tại 10 xã thị trấn và 3 trường trung học phổ thông trên địa bàn. Huyện đoàn đã phối hợp với phòng tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến luật trẻ em và tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trên 750 cán bộ đoàn, cán bộ tư pháp, lao động thương binh xã hội xã, các chi đoàn bản và học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở.
phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện tổ chức 6 buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho hơn 2.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân. Các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với hoạt động giao lưu trò chuyện, văn hóa văn nghệ, clip hình ảnh, sân khấu hóa, tình huống kịch đã góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, tạo sự chuyển biến từ ý thức đến hành động chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên, tạo sự lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Và đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.